cần bán hai căn nhà liền kề có vị trí tại tổ 13 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích là 30m² một căn và được thiết kế xây mới là 4 tầng. Có hướng chính là hướng Đông Bắc và đang được chào bán với giá là 1 tỷ 720 triệu đồng. Đấy, hiện tại tôi đang đứng ở vị trí của ngôi nhà đây. Mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái vị trí phía trước, phía mặt tiền của ngôi nhà. Đấy, thiết kế 4 tầng, rất là hiện đại. Mỗi tầng đều có cửa sổ to để mở ra bên ngoài để ánh sáng và không khí. Toàn bộ cái hệ thống mặt tiền này đều được ốp bằng đá granite hết. Cả hai căn nhà đều đang trong quá trình hoàn thiện và chúng tôi đã lắp đặt được những cái nội thất cơ bản, thiết bị vệ sinh, đèn điện rồi cửa sổ. Bên công ty chúng tôi là sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ cho tất cả khách hàng khi mua nhà và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với số tiền vay lên đến 80% giá trị của ngôi nhà với cái mức lãi suất ưu đãi nhất. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà cho mọi người có thể thấy được. Thì hiện tại là đây tôi đang đứng ở phía bên trong tầng 1. Thiết kế của tầng 1 là sẽ bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Đấy, mọi người có thể thấy cái khu vực ở phía trên màn hình đây là khu vực phòng khách, và phía bên trong đây là đã có phòng bếp và khu vệ sinh. Toàn bộ cái tường bếp và cái mặt bếp đều được chúng tôi ốp bằng đá granite và gạch granite hết. Cái hệ thống tủ bếp sau này chúng tôi sẽ lắp đặt là hệ thống bằng tủ gỗ nêm Nam Phi. Và đây là cái khu vực nhà vệ sinh phụ ở trong tầng 1 ạ. Đây là cái khu vực cầu thang để đi lên tầng 2. Thì mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang và lan can cầu thang này đều được chúng tôi là sử dụng bằng chất liệu là gỗ nêm Nam Phi. Hệ thống mặt bậc và cổ bậc là sử dụng là bằng đá granite cao cấp. Sau đây tôi mời mọi người lên tham quan chi tiết ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà để mọi người có thể là thấy được rõ hơn. Thiết kế của tầng 2 và tầng 3 là sẽ có thiết kế là tương tự nhau. Mỗi tầng là chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, đây hiện tại là tôi đang đứng ở phía bên trong phòng ngủ của tầng 2 đây. Đấy, thiết kế là có cửa sổ mở ra bên ngoài để mở ánh sáng và không khí. Có hệ thống trần thạch cao cùng với đèn LED. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ nêm Nam Phi. Đây là khu vực nhà vệ sinh, toàn bộ gạch ốp nát này chúng tôi sử dụng là gạch ốp nát là 30-60. Chúng tôi sẽ lắp đặt toàn bộ đầy đủ cái hệ thống quạt hút mùi, hệ thống đèn điện, hệ thống sen vòi, lavabo và phụ kiện ở trong nhà vệ sinh cho toàn bộ khách hàng. Sau đây là mời mọi người tham quan ở phía chi tiết bên trên tầng 3. Đó, thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là giống hệt nhau. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ chính có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Có hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn LED. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ nêm Nam Phi. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Có thiết kế giống hệt như ở tầng 2 thôi. Sau đây tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 thì là sẽ có là một cái khu vực, đây là khu vực cầu thang giếng trời đây. Đấy, có ô sáng để lấy ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà. Đây là khu vực chúng tôi thiết kế dùng để lắp đặt máy giặt và chậu rửa, vòi rửa. Đây là khu vực phòng thờ. Đây là khu vực phòng thờ. Toàn bộ cái hệ thống cửa thông phòng và chúng tôi là đều sử dụng bằng cửa gỗ hết ạ. Đấy, và phía bên ngoài đây là khu vực sân phơi. Đấy, khu vực sân phơi rất là thoáng, chúng ta là sẽ có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Cũng có hệ thống trần thạch cao cùng với đèn LED luôn. Xung quanh khu nhà đây là mọi người có thể thấy là khu vực đông dân cư này, dân cư ở rất là đông, có vị trí đi lại giao thông là rất là thuận tiện. Cách khu đô thị Đô Nghĩa chỉ 500m và cách đường ô tô chạy là chỉ khoảng tầm 20m thôi ạ. Đấy, đường ở phía dưới đấy. Tôi xin nhắc lại một chút thông tin của toàn bộ ngôi nhà cho mọi người có thể nắm được. Thì ngôi nhà là có thiết kế là 4 tầng với diện tích
trên sổ đỏ là 30 m², còn hướng chính là hướng đông bắc đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.720.000.000 đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ, hỗ trợ quý khách hàng vay vốn ngân hàng lên đến 80% giá trị của ngôi nhà với lãi suất ưu đãi nhất. Mọi người cần xem nhà hoặc là tư vấn thêm trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.